Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Thưa quý vị, huấn luyện viên của trường trung học Brumfield bị điều tra. Vào ngày thứ Tư 18 tháng Giêng, hiệu trưởng Ginger Ramsey gửi thư thông báo cho các phụ huynh học sinh và nhân viên. Nội dung như sau. Ông Blair Harper, huấn luyện viên môn bóng bầu dục và giáo viên thể thao của trường trung học Brumfield, tạm nghỉ phép, được trả lương. Và trong thời gian học khu Boulder Valley tiến hành điều tra. Các quan chức lãnh đạo nhà trường hy vọng cuộc điều tra thận trọng sẽ đưa ra bản phúc trình hợp pháp đối với những người có liên quan. Nhà trường hy vọng mọi người kiên nhẫn trong thời gian này. Tuy nhiên thì lá thư của hiệu trưởng Ramsey không tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào liên quan đến cuộc điều tra. Ông Hubbard là huấn luyện viên của khu học chánh Boulder Valley hơn 6 năm nay. Theo một phát ngôn viên của quận, ông được nghỉ phép từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian ông Harper là huấn luyện viên, đội bóng bầu dục của trường trung học Brumfield đã giành chức vô địch tiểu bang loại 4A vào năm 2022. Tin tiếp theo cho biết khởi kiện cựu linh mục được ân xá vì tội tình dục. Vào ngày thứ Tư 18 tháng Giêng, Scott Verdi, 37 tuổi ở Denver, gửi hồ sơ khởi kiện cựu linh mục Công giáo Timothy Evans, tổng giáo phận Denver và giáo xứ Công giáo St. Elizabeth and Seton với những cáo buộc cho rằng ông Evans đã lạm dụng tình dục với anh ta tại nhà thờ Fort Collins từ 20 năm trước. Và năm 2007 thì ông Evans bị kết tội lạm dụng các cậu bé khác và bị tù chung thân. Nhưng Verdi không nhận anh ta là nạn nhân. Tuy nhiên vào năm 2020 thì ông Evans được ân xá mãn hạn tù. Scott Verdi lại khởi kiện vì cho rằng thật bất an khi ông thấy rằng ông Evans được tự do. Anh hối hận đã không ra tòa ngay khi ông ta bị kết án lần đầu tiên. Hồ sơ tố tụng được gửi đến tòa án theo đạo luật trách nhiệm giải trình về lạm dụng tình dục trẻ em của Colorado, có hiệu lực từ năm 2020. Đạo luật này tạo ra thời hạn 3 năm để các nạn nhân bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu có thể gửi hồ sơ dân sự khởi kiện đối với những vụ lạm dụng xảy ra từ năm 1960 đến năm 2022, thưa quý vị. Verdi nói rằng vì bị lạm dụng tình dục, anh ta bị mất ngủ kinh niên, trở thành người nghiện heroin và thuốc viện nhiều năm. Hiện nay anh ta đã cai nghiện tỉnh táo được 2 năm. Và cuộc điều tra năm 2019 của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colorado cho thấy, các nhà lãnh đạo Công giáo được khuyến cáo về hành vi không phù hợp của ông Evans trong thời gian ông ta học thần học nhưng vẫn bỏ qua lời khuyến cáo này. Ông Evans bị đuổi ra khỏi trường dòng ở Roma năm 1990 vì đụng chạm và quấy nhiễu tình dục các chủng sinh khác một cách không thích hợp. Và nói về xa lộ liên bang 70 vẫn bị phong tỏa ở phía đông Denver. Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Colorado đăng trên trang Twitter vào lúc 2 giờ 20 phút chiều ngày thứ Tư 18 tháng Giêng cho biết, lưu lượng xe cộ giao thông rất đông trên xa lộ chính và xa lộ 470, trong thời điểm xa lộ liên bang 70 vẫn bị phong tỏa ở giữa đường East Airport và tiểu bang Kansas. Vì nhiều xe gây ra tai nạn, cơ quan tuần tra tiểu bang Colorado nói rằng tai nạn liên quan đến khoảng 9 chiếc xe bán vận tải và 12 chiếc xe chở hành khách. Không có ai bị thương tích. Họ nói rằng người lái xe nên tránh khu vực này, đi theo tuyến đường khác. Trong khi đó, thì sáng sớm ngày thứ Năm 19 tháng Giêng, phát ngôn viên của cơ quan tuần tra tiểu bang Colorado cho biết họ cố đưa những chiếc xe bị mắc kẹt ra khỏi khu vực hoặc vô hiệu hóa chúng, nhưng cần nhiều thời gian để các giàn khoan lớn hoạt động. Không có khuyến nghị về các tuyến đường thay thế vì đường xá tiếp tục nguy hiểm vì trơn trượt và gió mạnh.
Và bản tin tiếp theo bị kết án tù hàng chục năm vì tấn công bạo lực tại Highlands Canyon. Nghi can tên là Julio Cesar Gonzalez, 25 tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công bạo lực vào năm 2020 trên đường mòn Highlands Canyon. Anh ta bị chính thức kết án trong ngày 17 tháng Giêng nhưng không nhận tội với lý do bị mất trí nhớ. Vào tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã cáo buộc Gonzalez vi phạm những tội danh như tấn công cấp 1 bằng vũ khí chết người, hành hung cấp 2 vì gây thương tích và là mối đe dọa cho các nạn nhân. Được biết, một phụ nữ chạy bộ trên con đường gần phía đông đại lộ số 1 và đường Molloy ở thành phố Aurora vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020 đã bị một kẻ lạ dùng tấm ván đánh nhiều lần. Nghi can chính là Gonzalez. Nha cảnh sát Aurora nói rằng nạn nhân bị thương nặng sau vụ tấn công này. Gonzalez bị kết án 20 năm tù vì tội danh đầu tiên và 5 năm tù cho tội danh thứ hai, 3 năm tù cho tội danh thứ ba. Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ tội danh cố ý giết người cho Gonzalez. Và tiếp theo nói về tài chính của các bệnh viện phi lợi nhuận tại Colorado. Trong thông điệp tiểu bang đọc trước Quốc hội Colorado vào ngày 17 tháng Giêng, Thống đốc Gerald Polis đã cáo buộc rằng một số hệ thống bệnh viện lớn kiếm được lợi nhuận kỷ lục không phải trả thuế, có nguồn dự trữ tiền bạc khổng lồ, trong khi lại thu lệ phí quá cao đối với bệnh nhân. Vào ngày 18 tháng Giêng, Bộ Tài chính và Chính sách Chăm sóc Y tế Colorado thông báo bản tường trình cho thấy dữ liệu về nguồn tài chính của các bệnh viện trong các năm 2019, 2020 và 2021. Thí dụ, năm 2019, bệnh viện UHealth có sẵn tiền mặt trong 340 ngày và năm 2020 là 430 ngày. Năm 2021 là 469 ngày. Ông Bim Stever, giám đốc điều hành bệnh của Bộ Tài chính và Chính sách Chăm sóc Y tế Colorado nói rằng họ hoan nghênh các bệnh viện có nền tài chính vững chắc, nhưng số tiền dự trữ quá mức cho thấy các bệnh viện đã thu lệ phí quá cao đối với cộng đồng, các thương nghiệp và gia đình, mặc dù họ không nên thu mức lệ phí nhiều như vậy. Dự trữ tiền mặt nhiều có thể giúp các bệnh viện được xếp hạng trái phiếu cao, nhưng cũng sẽ được duyệt lãi suất vay tiền tốt hơn. Tuy nhiên, các bệnh viện phi lợi nhuận tại Colorado thì nói rằng, mặc dù không nộp thuế, nhưng họ phải đầu tư tiền bạc cho cộng đồng mà họ phục vụ. Một bản tường trình cho thấy rằng các bệnh viện đã chi 1.6 tỷ Mỹ kim vào năm 2020 vì lợi ích của cộng đồng.